Bữa nay Thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món thịt kho măng, siêu đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon luôn nè. Đầu tiên là đi ướp thịt nè, cái liều lượng như thế nào thì Thuận cũng sẽ ghi trên màn hình cho mọi người dễ theo dõi ha. Thuận chọn thịt để kho là thịt đùi để cho nó đỡ ngán mỡ, nhưng mà nếu mà mọi người thích ba rọi thì cũng vẫn kho thịt ba rọi được nha. Để cái món này ngon hơn thì mọi người ướp thêm vào đó là một chút xíu gấc hành lá đập dập ngang. Để thịt ướp trong vòng 15 phút rồi đi làm nước màu nè. Trong tất cả các món kho thì Thuận thấy quan trọng nhất là làm nước màu á mọi người. Nếu mà làm không khéo thì cái món ăn nó sẽ bị đắng á. Còn nếu mà làm chưa tới thì cái màu nó sẽ không có được đẹp. Khi đường nó vừa chuyển sang màu cánh gián thì mọi người nhớ là tắt bếp nè. Rồi sau đó thì cho cái phần thịt đã ướp vào, trộn cho nó đều. Khi mà thịt bắt đầu săn lại thì mọi người cho vào đó là một trái dừa tươi nha. Cái món này là món thịt kho măng nên một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là măng tre nè. Để cho măng nó không bị đắng thì mọi người nhớ luộc măng trước với một chút xíu muối nha. Cho măng vào thì bắt đầu trộn đều nè, để cho măng nó cũng thấm luôn cái gia vị á. Thịt kho với lại nước dừa sẽ có cái vị rất là ngon luôn, đậm đà lắm. Rồi tiếp tục nấu thêm khoảng chừng 20 phút nữa thì tắt bếp được rồi đó mọi người. Như vậy là xong rồi đó, đơn giản mà đúng không? Mọi người cùng làm và chia sẻ kết quả với Thuận nha.